Đến thời điểm này, có thể khẳng định năm nay bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ lại mất thêm một mùa lũ. Những mùa lũ thấp như năm nay thì đã trở nên phổ biến hơn trong khoảng chục năm trở lại đây. Đồng bằng sông Cửu Long không còn là miền đất chủ phú mang lại sinh kế lâu dài và thuận lợi cho người dân như bao đời nay nữa. Hệ quả từ việc mùa lũ thấp là gì? Và chúng ta phải thích ứng ra sao khi mà nguồn nước ngọt ngày một cạn kiệt? Chị Hương Liên sẽ thông tin chi tiết hơn. Mời chị. Trước tiên thì tôi muốn anh Dương cũng như là quý vị khán giả hãy cùng xem tình hình mùa nước nổi đến thời điểm này ở đồng bằng sông Cửu Long. Cách đây vài năm, nếu quý vị đến bất cứ nơi nào ở đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ không khó để bắt gặp được những hình ảnh cánh đồng mênh mông, nước lũ ngập đến nửa người như thế này. Còn bây giờ, có lẽ phải đợi vài năm mới thấy hoặc lâu hơn thế nữa. Ghi nhận tại An Giang, gần cuối tháng 9, nhiều nơi nước vẫn chưa vượt qua khỏi đê bao lửng để tràn đồng, ngoại trừ một số huyện đầu nguồn biên giới tỉnh này cũng như là Đồng Tháp và Long An. Lũ thấp lại về muộn đến cả tháng nên các sản vật mùa lũ cũng không nhiều. Vừa không có lũ, vừa dịch bệnh, người dân đồng bằng phải chật vật tìm sinh kế trong thời điểm nông nhàn. Đến hôm nay, mực nước lũ tại cửa ngõ Tân Châu An Giang vẫn ở mức rất thấp, chỉ khoảng 2m10, cách rất xa báo động 1. Dự báo đến khoảng giữa tháng 10 thì mực nước sẽ cao hơn, nhưng cũng chỉ khoảng 3m, chưa qua được mức báo động 1. Với mực nước này thì nhiều cánh đồng bà con phải chủ động lấy nước vào, thay vì có nước lũ tràn đồng như mọi năm. Năm nay cũng là năm thứ hai liên tiếp đồng bằng sông Cửu Long mất lũ. Nhìn lại số liệu quá khứ thì từ năm 2010 đến nay có tới 7 trên 12 năm tương tự như năm nay. Trong khi từ năm 1990 đến năm 2009 thì lại trái ngược. Đa số là những cột lũ cao hơn mức báo động 2. Lũ thấp sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa trong tương lai. Theo tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, xác suất lũ lớn trên báo động 3 hiện nay đã giảm xuống 10%, tức là cỡ khoảng 10 năm mới có một năm lũ lớn. Sau năm 2040, khi toàn bộ các đập hồ chứa thủy điện ở thượng lưu và trung lưu sông Mekong vận hành đồng loạt theo kế hoạch, dung tích hồ chứa sẽ tăng lên gần gấp đôi so với hiện nay. Khi đó, dòng chảy mùa lũ sẽ giảm mạnh và xác suất xảy ra lũ lớn ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn 1%, tức là 100 năm mới xảy ra một lần. Lũ lớn ít đi cũng đồng nghĩa là số năm lũ nhỏ mất lũ sẽ tăng lên chiếm phần lớn. Lũ thấp kéo theo nhiều hệ quả. Dễ thấy nhất lúc này đó là sinh kế của chính những người dân đánh bắt thủy sản phụ thuộc vào con nước đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Lũ giảm kết hợp với hoạt động các hồ chứa, đập thủy điện khiến cho các loài cá di cư trở nên khó khăn. Chúng sẽ ngăn cản trứng cá và ấu trùng trôi dạt xuống hạ lưu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chu kỳ sinh sản của các loài cá di cư. Kể cả cá trưởng thành, số lượng cũng sẽ sụt giảm khi không thể sống sót qua các tuốc bin. Thậm chí nhiều loài cá còn có thể bị tuyệt chủng trong tương lai. Theo tính toán, đến năm 2040, tổng lượng thủy sản trên toàn sông Mekong sẽ giảm từ 40 đến 80%. Lượng cá đánh bắt bị mất đi tính theo phần trăm tại từng nước trong khu vực sẽ là 55% ở Thái Lan, 50% ở Lào, 35% ở Campuchia và 30% ở Việt Nam. Không chỉ có nguồn lợi thủy sản bị mất đi theo năm tháng, mà còn có nhiều hệ lụy khác từ những mùa lũ thấp. Lũ thấp không đủ tràn đồng sẽ khiến đất đai không được thau rửa, vệ sinh đồng ruộng, diệt trừ sâu bệnh, gia tăng chi phí sản xuất. Phù sa giảm, đồng ruộng trở nên kém màu mỡ, thậm chí thiếu phù sa còn góp phần khiến cho tình trạng sạt lở bờ sông càng thêm nghiêm trọng. Thu nhập người dân tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp và một số huyện đầu nguồn tỉnh Long An sẽ bị ảnh hưởng rất lớn do các nguồn lợi từ đánh bắt thủy sản bị giảm so với những năm xuất hiện lũ vừa, lũ lớn. Một hệ quả nữa từ lũ thấp mà ai cũng có thể nhìn thấy là xâm nhập mặn sẽ ngày càng sâu cùng với diễn biến bất thường khác. Ở đồng bằng sông Cửu Long sắp tới cũng không nằm ngoài những thay đổi này. Dù không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019-2020, nhưng nó sẽ đến sớm và có khả năng sẽ giống như mùa hạn mặn năm 2020-2021. Vâng, lũ thấp trước kia ít gặp thì nay lại trở nên rất là phổ biến. Vậy thì người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần phải thích ứng với tình trạng này như thế nào, chị Liên?
Vâng, thưa anh Dương, đối với đồng bằng sông Cửu Long thì có tới 95% nguồn nước là từ bên ngoài lãnh thổ đưa về, chỉ có 5% là từ lượng mưa tại chỗ. Vì vậy, việc dự báo, cảnh báo sớm nguồn nước sẽ rất quan trọng để chúng ta chủ động đưa ra kịp thời các giải pháp. Ngoài ra, ông Trần Bá Hoàng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cũng có đưa ra một vài ý kiến. Trước mắt thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải xây dựng các cái khu vực, các cái chứa nước dựa trên các cái kênh hồ ao có sẵn ở đồng bằng sông Long, hoặc là xây dựng các cái hồ quy mô nhỏ khoảng vài chục hecta, đặc biệt các cái vùng ven biển. Về lâu dài thì chúng ta cũng phải tính đến những cái giải pháp trữ nước ở trên các cái hệ thống sông kênh lớn. Thuận thiên là chúng ta phải có kiểm soát, tức là chúng ta thích nghi có kiểm soát. Và chúng ta muốn như vậy được thì chúng ta mới chủ động được trong tất cả các cái kế hoạch sản xuất của chúng ta. Ví dụ đơn cử những cái vùng chúng ta, ví dụ như vùng mà có cái xu thế mặn quanh năm, chúng ta có thể chuyển đổi sang để chúng ta nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên nuôi trồng thủy sản thì chúng ta cũng cần phải có một cái độ mặn thích hợp với từng con. Ví dụ tôi nói con tôm nó sẽ thích hợp từ độ 15 đến 25 phần nghìn. Như vậy chúng ta làm sao để chúng ta kiểm soát được cái độ mặn như vậy, nó thích nghi với con tôm, thì chúng ta phải có những cái giải pháp công trình để chúng ta điều tiết nguồn nước mặn, ngọt pha lẫn với nhau để đảm bảo cái đó. Vâng, như vậy là đồng bằng sông Cửu Long đang phải dần tự chuyển biến để thích nghi với điều kiện tự nhiên cũng như những thay đổi từ thượng nguồn sông Mekong.